Trên đầu giường của một người yêu công nghệ có gì? Một chiếc loa di động, một cái đồng hồ báo thức hay một cái đèn ngủ? Ở đây tôi có một thiết bị tích hợp tất cả: đồng hồ báo thức, đèn ngủ và hệ thống loa di động được điều khiển qua smartphone. Và hôm nay chúng ta sẽ sử dụng cái sản phẩm công nghệ thú vị này, đó là chiếc đèn ngủ thông minh Aura Boop của Divum. Các thông tin được các tiếng khác nhau và được kết nối qua Bluetooth. Nó có tên là Bluetooth Smart Music Lamp. Và bộ phụ kiện đi theo sản phẩm này ngoài chiếc đèn thì còn có sách hướng dẫn, một cáp 3,5mm để chúng ta kết nối giữa loa di động và các thiết bị điện thoại, máy tính bảng. Và cuối cùng là một chiếc cáp sạc. Chiếc cáp này kết nối qua cổng micro USB và sử dụng nguồn sạc giống như các điện thoại thông thường. Chiếc đèn của thông minh của chúng ta ở đây được kết cấu bởi hai thành phần chính. Ở phía trên là phần nhựa mỏng và dẻo và có thể đưa ánh sáng xuyên qua. Ở phía dưới là phần chính của máy với phần loa. Ở trên này là loa sub. Hệ thống đèn LED xung quanh có thể đổi màu theo kết nối smartphone. Và ở dưới là dãy các phím điều khiển. Ở phía sau thì chúng ta có cổng kết nối âm thanh 3,5mm và cổng micro USB để cho sạc. Và ngay bây giờ thì tôi sẽ thử nghiệm giảm ánh sáng trong phòng và thử nghiệm chiếc đèn thông minh Aura Bulb này. Ở đây tôi có một chiếc iPad đã cài sẵn phần mềm của Divum và đã kết nối Bluetooth với chiếc loa ở bên cạnh đây. Ở giao diện của cái phần mềm này thì rất là đơn giản, bao gồm phần điều chỉnh ánh sáng, điều chỉnh âm thanh, điều chỉnh hẹn giờ và phần kết nối Bluetooth. Ở trên là phần điều khiển ánh sáng. Chúng tôi có các cái chế độ sáng khác nhau và ở giữa vòng trung tâm là điều khiển màu sắc. Chúng ta sẽ mở đèn như thế này. Chúng ta có thể di ở trên này để đổi màu đèn khác nhau. Các bạn có thể thấy là khi tôi di đến các màu khác nhau thì cái đèn này cũng bắt đầu chuyển sang các màu khác nhau. Ở phía gần giữa hơn thì đó là các cái thang để chỉnh cái độ sáng tối. Đây chúng ta có thể chỉnh mức độ tối sáng tối và đã bật tắt hẳn như thế này. Có một số kiểu sáng, ví dụ như kiểu sáng full chìm dần rồi sáng lên, kiểu sáng candle giống như các ngọn lửa, và kiểu sáng rainbow này chúng ta không chỉnh màu mà cái đèn sẽ chuyển sang các màu khác nhau. Ở bên tab music thì chúng ta có thể điều khiển được cái âm thanh phát từ iPad ra cái loa này bằng cách bấm play ở đây. Các bạn có thể thấy âm thanh phát ra từ chiếc bắp Aura Bulb. Chúng ta điều khiển âm thanh ở đây. Ta có thể chỉnh to nhỏ ở đây. Ở tab âm thanh chúng ta có thể chọn cái sleep, tức là sau một khoảng thời gian thì cái đèn này sẽ tự tắt. Ở đây chúng ta có thể chỉnh được là thời gian là 30, từ 10 phút cho đến 90 phút. Còn ở dưới là hẹn giờ, chúng ta có thể hẹn giờ mở vào buổi sáng hoặc là buổi trưa, tùy thích. Đây như thế này. Và sau đó mở lên thì máy sẽ cài đặt cái báo thức hoặc là ngủ sang bên chiếc đèn thông minh. Vâng, xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này.